bí nè các bạn. Mùa Halloween sắp tới rồi, chỗ nào cũng bán bí hết ha. Pumpkin đó, pumpkin bí Halloween quá nhiều luôn, bán nguyên một vạt như thế này đó, $2.50 một trái các bạn, bán cũng rẻ chứ bộ, ở ngoài chợ bán rẻ hơn ở trong vườn đó các bạn đó. Ít bữa mình sẽ vô vườn ha, trước khi vô vườn mình quay một đoạn chỗ người ta bán bí cho các bạn xem nè. Đó, trời lạnh rồi các bạn, trời rất là lạnh nha các bạn, nguyên đóng bí nha, trái nào trái nấy thì cũng coi bự quá. Trái này chắc ăn cả tuần chưa hết á, bự lắm à. Wow, cũng không có bự bằng ở trong cái farm đâu các bạn. Farm nhiều trái bí, cái rẫy nhiều trái bí bự lắm. Người ta bán nửa ký khoảng 40 sen, nửa ký khoảng 11-12 ngàn tiền Việt Nam đó các bạn. Chạy ký chưa tới $1 ha. Một trái như vậy chắc cũng phải là 7-8 ký. Wow, nhiều quá chừng luôn. Để đi tới đây coi có cái trái bí gì lạ lạ quay cho các bạn xem. Cái hoa này là hoa mùa đông này các bạn, đủ loại hoa ha. Này giống dạng bắp cải nè, sống mùa đông đó, hoa đó. Bán ngộ hết sức ha. Đẹp chưa? Hoa bắp cải nè, y chang cái bắp cải. Chậu hoa như vậy gần $30 đó các bạn, $28, thế vô là $30 rồi. Quá chừng đẹp ha. Chỉ có mùa đông mới sống được mấy cái hoa này thôi. Hoa cúc mùa thu, còn cái bắp cải này là mùa đông nè. Hoa này cũng mùa đông luôn nha. Tôi chắc ở trên này nè, nó bí nhỏ bí lớn gì cũng có. Trái nào trái nấy dễ thương thiệt. Đó, đủ kiểu đủ màu. Cái bí này ăn được nè các bạn, tất cả các loại bí này ăn được hết ha. Chỗ nào cũng chân cờ bắp hết trơn đó. $1.49 một pound, khoảng $1.50 nửa ký đó các bạn. 30 ngàn nửa ký ha, 60 ngàn một ký bí này. Bí này làm gì ăn ta? Nấu canh thôi. Bên kia kìa, bài trí Halloween. Đó, trái bí sần sùi. Thấy chưa? Nhìn đẹp chưa? Sần sùi quá chừng, nhìn trái bí này. Trồng ra như vậy bán cũng đáng ha. Mấy trái, mấy pha. Mấy trái bí kiểu màu như vậy thì mắc tiền hơn. Bự, trái này bự nhất nè. Đẹp ha. Trái này nữa. Mình mà trồng được trái như vậy chắc khiêng không nổi rồi. Năm ngoái mình cũng trồng được trái bí bự lắm các bạn. Đó, trái nào trái nấy, trái này dịp dẹp nè. Trái này thì màu đẹp quá chừng ha. Còn trái này, trái bí gì mà nhìn rợn da gà hết sức. Nhìn ghê quá. Nhìn y như là trái bí nó bị cái gì á ha. Mà không phải, cái giống bí nó như vậy đó các bạn. Vậy mà mắc tiền, rùng rợn như vậy mà mắc tiền. Hoa đẹp chưa? Wow, quá đẹp nè. Hoa cúc, quá chừng đẹp. Hoa cúc mùa thu, mùa thu quá đẹp. Quá lạnh, vừa đẹp mà vừa lạnh. Trái bí này, trái bí ngộ quá à. Cưng chưa? Đủ loại ha, loại nào cũng có. Vàng nè, bí hơi vàng vàng tí nè. Rồi quay sơ cho các bạn xem xong này ha. Ở trong này còn chắc tự trong này ra nè. Còn bây giờ thì gia đình của mình sẽ dẫn mấy đứa nhỏ tới tiệm bán thú cưng để mình mua ít cá kiển về nuôi nha các bạn. Mấy đứa nhỏ chủ nhật mà
đòi đi ra cái chỗ có những chú rùa rồi chú chó rồi chim chóc để ngắm cho vui đó các bạn. Rồi đứa con trai mình cứ đứng mãi ở đây luôn, ngắm chú rùa không biết chú rùa tìm cách leo ra bằng cách nào, thấy tội nghiệp cho các bạn. Đó, cứ trèo lên rồi trượt xuống như hồi như vậy. Thì con rùa này thì người ta bán cũng mắc, khoảng hơn 100 đô một con. Nhưng mà khi mình mua rùa này về nuôi á, mình phải mua cái hồ khoảng 600-700 đô lận các bạn. Nuôi một con rùa rất là mắc. Còn bên này chim thì chim này giống như một loại chim két mini ha, nhỏ nhỏ đó, không biết ở Việt Nam bán có rẻ không, ở đây bán tới 30 mấy đô một con đó các bạn, gần 600 ngàn, hơn 600 ngàn một con. Thì mua chim về nuôi ấy, thì cũng phải mua cái lồng rồi mua thức ăn còn tốn tiền hơn con chim nữa, cho nên nuôi con gì cũng thấy cực hết trơn á. Đó, đợt trước có mua một cặp về nuôi rồi lạnh quá chịu không nổi rồi con chim cũng xong luôn rồi các bạn. Đó, rất là nhiều loài chim, nhìn chim dễ thương chưa? Nó đang gấp cái cọng gì đây? Wow, những chú chim nho nhỏ ở đây nhìn cũng dễ thương ha. Đó, cái màu xanh da trời rồi cái cánh của nó, cái màu hơi giống lông con chim bồ câu ha. Rồi ở trên này thì người ta treo những đồ chơi cho con chim nó bu, nó nhảy, nó tập thể dục để cho nó thích thú khi nó sống ở trong chuồng như thế này. Thì nhìn con chim nó leo khéo trên này các bạn. Đó, lấy cái miệng cong cong cắm vô trong cái trái banh tròn ở trên đó rồi leo vòng quanh, chút xíu mình quay lại cho các bạn xem. Rồi ở dưới này mấy con chim đang đứng nói chuyện nhau nè. Đó, thấy chưa? Đó, con chim này nó leo gần giáp vòng tròn rồi đó. Cứ lấy cái miệng á, làm cái tâm điểm để bu quay quay vòng tròn nè. Đó, nhìn dễ ghét chưa? Nuôi con gì thấy cũng thương hết. Nhưng mà phải có thời gian để mình chăm sóc, mình nuôi mấy con này. Chứ không thôi mình không đủ thời gian chăm sóc thì thấy cũng tội nghiệp ha. Đó, thì cái lồng của nó rất là rộng các bạn. Đó, người ta bán đủ loại chim hết, vàng có, xám có, trắng rồi màu xanh lá cây, rồi con chim màu hồng cũng có nữa. Mấy chú chó này được đem đi tới tiệm cắt tóc rồi gội đầu rồi bây giờ dẫn về đó các bạn. Đó, thì đây một con nữa nè, dễ thương chưa, đang cười với mình nè. Đó, ghét không? Chủ dẫn đi mất tiêu rồi. Thì còn đây một chú chó trắng nữa nè các bạn. Đó, những ai mà rất là thích về những chú chó con như thế này, những chú chó có bộ lông khác nhau, thì mình cứ ra tiệm mà thú cưng, mình đứng đây thì thấy chiều lại thì người ta dẫn chó đi cắt tóc rồi vô đây để mua thức ăn rồi mua tã rồi mua tất cả những đồ dùng của những chú chó dễ thương này, thì mình vô đây mình ngắm nha. Đó, chú chó này để mình quay cho các bạn xem, nhìn thương chưa? Nhìn ngộ ha. Cái màu lông thì trắng, còn ở ngoài sau mông thì có một khoảng màu nâu nâu đen đen, ở ngoài vai cũng có một miếng luôn đó. Thấy mình mừng này các bạn. Đó 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 đó, muốn làm gì đây? Đó, thấy quay phim á. Dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ đi bộ tới một chút xíu nữa để mình quay những áo quần của những chú chó để hóa trang cho ngày lễ Halloween đó các bạn. Đó, đầy đủ ha. Rồi có những cục xương làm từ cái màu của trái bí pumpkin. Đó, rất là dài, rất là bự. Những cục xương này không biết con chó gặm bao giờ mới xong nữa. Thì người ta làm bằng cái bột hay là loại thịt, loại cá gì đó. Thì bán cũng mắc ha, từ 8-9 đô trở lên. Rồi ở đây áo quần này các bạn, để cho những chú chó mặc vô hóa trang cho mùa lễ Halloween sắp tới. Dẫn những chú chó này đi xin kẹo. Chắc cũng được cho kẹo chứ. Nhưng mà chó không biết có, chắc người ta dùng những thức ăn của con chó người ta cho để mấy chú chó này thích thú ha. Đó, mình cũng phải đi mua một bộ đồ để hóa trang cho mùa Halloween sắp tới nữa. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, bây giờ cũng thích mua những chú cá này về nuôi nè. Đó, quá chừng. Cá này thì bán rất là rẻ, một con chỉ có 30 mấy sen thôi. Thì đó, đang mua đó. Mua nguyên bịch luôn. Một bịch như vậy chắc 4 đô đó các bạn. Đứa con trai mình mua đó. Còn con gái mình thì mua mấy con cá kia mỗi con 7 đô la. Đó, mua rồi bây giờ chạy ngược vô mua bịch cho đứa con trai này. Còn bây giờ ở chỗ này người ta bán dế nè các bạn.
Dế thì người ta bán một con là 15 sen, 10 sen là khoảng 2.000 đồng ha. Thì 15 sen khoảng 3.000 đồng một con dế đó các bạn. 3.000 đồng tiền Việt Nam một con. Thức ăn mà người ta nuôi những chú dế này là một loại cám các bạn. Đó, người ta nuôi rất là nhiều như vậy thì ai mua bao nhiêu con thì người ta sẽ bắt cho mình. Đó. Thì đứa con gái mình bây giờ mua được con cá rất là bự rồi nè các bạn. Con cá này là cá gì mình cũng không biết nữa. Con gái mình đặt là cá mập. Thì đi mua cá hôm nay, sau đó sẽ thôi mình quay một ít cá cho các bạn xem ha. Thì ở đây là cá gì đây không biết mà người ta bán từ 2 đô cho đến 7 đô la một con. Thì 1 đô la khoảng 23.000 đồng tiền Việt Nam nha các bạn. Những chú cá ở đây nhìn dễ thương quá ha. Quá chừng luôn á. Thì cá ở đây thì người ta bán rất là mắc so với bên Việt Nam. Đó, từ 7 đô la rồi 2 đô la cũng có, 4 đô la cũng có, bán đầy đủ ở đây ha. Ở đây thì nuôi cá thì cái công nó mắc hơn là con cá luôn. Mua thức ăn về cho cá ăn cũng mắc hơn con cá luôn các bạn. Đó, thì bây giờ nhà mình sẽ ghé tới tiệm phở, ăn một ít phở nha. Mấy đứa nhỏ đi chút xíu là đói bụng mà. À, nói mẹ ơi ghé tiệm phở mua phở rồi chia ra một tô bự như thế này, hai đứa con gái mình sẽ ăn chia đôi thì ăn mới hết các bạn. Xong rồi kêu hai cái trứng bỏ vô nữa, lúc nào đi tới tiệm phở nào cũng vậy hết. Bây giờ mình sẽ xớt ra hai cái tô nhỏ đây. Khi mình gọi một tô phở lớn á, thì người ta cho mình hai cái tô. Đó, đổ hai cái trứng nữa. Chia ra hai đứa con gái mình ăn. Đó, vậy mới hết. Còn ông xã mình kìa, đang ăn ngon lành chưa tô phở. Nhìn cũng ngon ha, nóng thơm lắm. Phở ở đây người ta bán cũng ngon. Tiệm phở này là tiệm phở Mai nha các bạn, rất là ngon. Thì ở đây mình đã kêu ổ bánh mì thịt nướng nè. Quá ngon quá, chút xíu nữa mình sẽ ăn. Đó, mình đang ăn tô bún bò Huế các bạn ơi. Tiệm này bán khá là ngon. Đó, thì có cái đũa nữa mà không biết cái đũa ở đâu rồi, giờ lấy cái muỗng không biết sao ăn, để nói người ta đem đưa đũa ra ha. Đó, người ta bán nước nhiều hơn là bún đó các bạn. Ở Việt Nam thì mình thấy người ta bán bún nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.